Yên Bái hiện có hơn 80.000 hecta trồng quế là địa phương trồng quế lớn nhất cả nước. Để phát triển cây quế bền vững, ổn định và nâng cao giá trị các sản phẩm quế, tỉnh Yên Bái định hướng phát triển vùng trồng quế đến năm 2025. Diện tích quế tập trung chuyên canh sẽ đạt trên 35.000 hecta với 20.000 hecta được cấp chứng nhận hữu cơ. Hiện nay diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hơn 14.500 hecta, tập trung ở huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Trấn. Sản lượng khai thác toàn tỉnh năm 2023 đạt trên 18.000 tấn vỏ quế khô, trên 200.000 mét khối gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ, khoảng 85,8 nghìn tấn cảnh quế, lá quế, cung cấp nguyên liệu chế biến dược phẩm, thực phẩm, tinh dầu quế phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu ra hơn 20 quốc gia. Doanh thu ước tính đạt gần 1.000 tỷ đồng. Năm 2024 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục khuyến khích người dân và doanh nghiệp tham gia xây dựng và phát triển các rừng giống, vườn giống quế bản địa tại địa phương để nâng cao chất lượng rừng trồng quế nhằm mở rộng phát triển quế hữu cơ một cách bền vững. Hiện nay đang vào cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng mía trục làm nước giải khát tăng mạnh, nên thời gian gần đây, thương lái đến tỉnh Hậu Giang, nhất là huyện Phụng Hiệp, tìm mua mía trục với giá khá cao. Từ đó, người nông dân có thu nhập hơn 10 triệu đồng một công. Theo nông dân, hiện mía trục được thương lái thu mua tại ruộng ở mức từ 1.700 đến 2.300 đồng một ký, tăng gần 500 đồng ký so với thời điểm cách đây 2 tháng. Ngành nông nghiệp cho biết hiện toàn quyện Phụng Hiệp thu hoạch được hơn 150 hectare. diện tích này đa phần là mía lưu gốc từ vụ trước sang, với năng suất mía đạt từ 90 đến 95 tấn trên hectare và người trồng mía được thương lái chi trả nhân công thu hoạch, nên với giá bán như hiện nay, sau khi trừ các phản chi phí, nông dân có thu nhập hơn 10 triệu đồng trên công. Tỉnh Hậu Giang từng là vùng mía nguyên liệu lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long, có thời điểm diện tích vùng mía nguyên liệu phát triển khoảng 15.000 hecta. Tuy nhiên, những năm gần đây, do giá mía bán cho nhà máy đường bắp bên, đầu ra không ổn định, nên nhiều nông dân không còn mặn mà với cây mía mà chuyển sang sản xuất cây ăn trái. Hộ còn giữ nghề thì ưu tiên trồng mía bán chục thay vì bán cho nhà máy đường. Ủy ban nhân dân huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố xã Trường Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hai xã Thới Tân, Trường Xuân B đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Sau thời gian triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ở huyện Thới Lai thành phố Cần Thơ đổi thay vượt bậc, kinh tế xã hội phát triển nhanh và bền vững, kết cấu hạ tầng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên thu nhập bình quân từ 68 đến 75 triệu đồng trên người trên năm. Tính đến nay, huyện Thới Lai có 9 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Để giữ vững và phát huy thành quả đạt được, Cần Thơ tiếp tục phấn đấu đến cuối năm 2024, hoàn thành 36 trên 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu, về đích trước một năm so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Với phương châm, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, có phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cấp cứu và điều trị. Năm 2023, phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Ninh Bình đạt 137% kế hoạch, thu về 12.300 đơn vị máu. Các chiến dịch kêu gọi chương trình hiến máu khẩn cấp luôn thu hút đông đảo tình nguyện viên tham gia. Hội chữ thập đỏ tỉnh luôn duy trì hoạt động của 22 câu lạc bộ ngân hàng máu sống với gần 2.200 thành viên. Bản thân tôi là một thành viên trong cái hội nhóm máu hiếm Rh âm. À, lúc nào tôi cũng có cái tinh thần là sẵn sàng giúp đỡ mọi người và mình giúp đỡ mọi người là mình mang lại may mắn và hạnh phúc cho người khác vì cái nhóm máu của mình nó quá đặc biệt chỉ có trong nhóm mới giúp đỡ được nhau Ninh Bình hiện có trên 1 phần 3 dân số tham gia hiến máu tình nguyện. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể để thực hiện, đảm bảo cung cấp kịp thời cho việc cấp cứu và điều trị người bệnh. Máu chỉ bảo quản được 35 ngày, Do vậy là cái việc hiến máu cứu người là phải thường xuyên liên tục. Hy vọng rằng uh, từ cái phong trào hiến máu hiện tại đây sẽ lan tỏa hơn nữa. Thời gian tới các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các tình nguyện viên và tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc nghiên cứu, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích khảo cổ Mán Bạc. Một di tích khảo cổ học nằm ở làng Bồ Bát xưa, nay là thôn Bạch Liên, xã Yên Thành, huyện Yên Mô, là một trong những di tích khảo cổ học có giá trị lịch sử văn hóa dân tộc đặc biệt quan trọng. Di tích khảo cổ Mán Bạc được các nhà khoa học trong nước và quốc tế khai quật 5 lần. Di tích chứa đựng khối lượng tư liệu đồ sộ về đồ đá, đồ gốm, di tích động, thực vật, đặc biệt là di tích mộ táng thuộc giai đoạn văn hóa cuối Phùng Nguyên, đầu đồng đậu. Có niên đại cách đây gần 4.000 năm, hiện vật thu được từ các đợt khai quật đang được lưu giữ trưng bày tại Bảo tàng Ninh Bình. Những hiện vật đó đều được bảo quản và gìn giữ theo đúng như là nguyên tắc chuyên môn nghiệp vụ của bảo tàng. À, và sau đó đấy thì chúng tôi đi làm hồ sơ khoa học, rồi chụp ảnh đánh số tất cả những hiện vật đó. Ninh Bình đã phê duyệt đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học mán bạc và nghề gốm bồ bát để có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về đời sống vật chất, tinh thần của cư dân mán bạc cổ và vai trò của mán bạc trong dòng chảy lịch sử dân tộc, tạo cơ sở khoa học thực hiện tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, văn hóa vùng đất Yên Mô, Ninh Bình. Ngoài cái giá trị về khảo cổ học, về sự xuất hiện của người Việt cổ ở đây nó có dấu hiệu có những các cái dấu ấn của vấn đề về gốm gốm sứ mà sau này gọi là bổ bát đây cũng là một cái dấu ấn về cái sự phát triển về cái nghề làm bát để phục vụ đời sống nên chúng tôi cho là đây là một cái di tích rất là quý mà cần phải bảo tồn. Ninh Bình đang tiếp tục nghiên cứu khai quật khảo cổ học, cắm mốc giới vùng bảo vệ di tích, xây dựng dự án bảo tồn di tích gắn với phát huy giá trị cho công chúng, tuyên truyền quảng bá, xây dựng không gian trưng bày ngoài trời kết hợp với bảo tàng, giới thiệu các hiện vật giá trị của di tích Mán Bạc gắn với nghề cốm bổ bát. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, thúc đẩy tăng trưởng xanh trong doanh nghiệp đang được xem là giải pháp hữu hiệu, hiệu nhằm bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam. Theo bài viết trên Báo Nhân dân, đây cũng là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là mục tiêu được các nước đang phát triển ưu tiên hướng tới. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế về nhân lực, tiếp cận nguồn vốn, chính sách hỗ trợ khiến cho nhiều doanh nghiệp chưa thật sự chú trọng đến tăng trưởng xanh. Kết thúc quý 1 năm 2024, xuất nhập khẩu cả nước tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, trong đó riêng xuất khẩu tăng 17%. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, kết quả này kỳ vọng sẽ tạo đà cho xuất khẩu các tháng tiếp theo bứt phá trong bối cảnh tình hình thị trường dần khởi sắc. Tuy nhiên, để tạo đà cho xuất khẩu các tháng tới, các doanh nghiệp cần duy trì chặt chẽ quan hệ với đối tác hiện có bằng chất lượng, trách nhiệm và gia tăng chữ tín, bảo đảm nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, đồng thời tích cực, chủ động tìm thị trường mới. Ngoài ra, doanh nghiệp cần liên kết với nhau và với doanh nghiệp nước ngoài để cùng bổ sung lợi thế. Chiều ngày 1 tháng 4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Luật Việc làm sửa đổi. Theo ghi nhận trên báo Lao động, nhiều ý kiến của các cán bộ công đoàn tham gia hội nghị kiến nghị cần nâng mức trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhưng đến khi về hưu chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp lần nào. Cụ thể là cần nâng mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng lên 75% tiền lương bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất trước khi thất nghiệp, như thế mới thực sự hỗ trợ được người lao động trong lúc khó khăn do thất nghiệp. Theo bài viết trên báo Giao thông, ùn tắc, ô nhiễm là những hệ lụy từ mật độ xây dựng công trình trung cư cao ốc dày đặc ở nội đô, song việc đánh giá tác động giao thông lại chưa được xem xét đúng mức. Ý kiến của các chuyên gia cho rằng nguyên nhân của thực trạng trên là lâu nay tại các thành phố lớn, việc cấp phép dự án chung cư, nhà cao tầng trong nội đô ồ ạt nhưng không được đánh giá về tác động giao thông. Vì vậy cần sớm cụ thể hóa, đánh giá tác động giao thông thành các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về triển khai các dự án phát triển đô thị, đưa ra các công thức, phương thức nhằm đánh giá tác động giao thông hài hòa với các trục đô thị liên quan với không gian và môi trường xung quanh. Từ ngày 1 tháng 4, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hà Nội dừng hoạt động 5 tuyến buýt trợ giá. Trung quanh vấn đề này, Báo Kinh tế và Đô thị đăng tải một số ý kiến cho rằng đây là cách làm mới đột phá trong việc nâng cao chất lượng xe buýt. Đồng thời, thành phố Hà Nội cũng cần có những nghiên cứu kỹ lưỡng cụ thể hơn nữa đối với mạng lưới xe buýt toàn địa bàn có tuyến cần kéo dài ra có tuyến cần thu ngắn lại giảm tần suất để tiết kiệm chi phí sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trợ giá đặc biệt là cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất cũng như là tạo điều kiện tối đa cho lái xe và phụ xe giảm áp lực làm việc hiệu quả hơn muốn thu hút và giữ chân được du khách góp phần phát triển du lịch địa phương tăng thu nhập cho người dân các chợ đêm cần có áo mới thay vì hoạt động theo kiểu phố hàng rong như thời gian vừa qua đó là đề xuất của các chuyên gia cũng như là nhiều người dân Tuy nhiên trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ, vì sao sản phẩm mặt hàng tại chợ đêm không mang tính đặc trưng cho địa phương, đại diện một số ban quản lý chợ đêm ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trừ những sản phẩm có giá trị lớn và được bảo hộ, bất cứ sản phẩm nào cũng đều bị làm nhái. Do đó, muốn thu hút khách đến với chợ đêm, trước hết phải xây dựng được hình ảnh chợ đêm cho du khách du lịch đến vui chơi, check-in và phối hợp với tour du lịch để đưa khách đến trải nghiệm. Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, thời gian gần đây khách hàng của nhiều ngân hàng đồng loạt lên tiếng vì tiền bất ngờ bốc hơi trong tài khoản. Hầu hết các vụ mất tiền trong tài khoản đều liên quan đến thẻ tín dụng như Mastercard, Visa vì loại thẻ này dễ bị lộ thông tin, dễ bị tấn công tài khoản hơn các loại thẻ ghi nợ, nhất là thẻ ghi nợ nội địa. Giới chuyên gia cho rằng, khách hàng nếu rơi vào tình huống mất tiền cần tập hợp đầy đủ các hồ sơ chứng từ, tài liệu giao dịch với ngân hàng và tìm đến một đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý uy tín để tiến hành thủ tục mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình. Nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới. Tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của hàn lưu vùng thấp nóng phía tây, cả miền Bắc trời có nắng từ sớm. Nhiệt độ ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng theo đà tăng và mở rộng của hàn lưu vùng thấp nóng. Thời gian nóng trong ngày hôm nay ở khu vực phía tây Bắc Bộ sẽ xuất hiện từ 11 giờ trưa đến khoảng 16 giờ chiều với nhiệt độ tăng cao lên mức 36 đến 38 độ. Các điểm như sông Mã, Yên Châu, Phù Yên của Sơn La hay khu vực Mai Châu, Lạng Sơn của Hà Bình là những nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với mức nhiệt cao 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Còn đối với khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô Hà Nội hôm nay cũng có nắng sớm và cũng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tăng lên ngưỡng 34 đến 37 độ đến tối và đêm nay khi nắng tắt nền nhiệt các tỉnh miền bắc sẽ giảm nhanh mức nhiệt đêm nay trên toàn bắc bộ sẽ giảm thấp xuống dưới 25 độ và trời mát trở lại với miền trung là vùng tác động chính của hàn lưu vùng thấp nóng phía tây và cả gió phơn vì thế trong ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế sẽ tăng lên tới 37 đến 39 độ riêng vùng núi phía tây ở các khu vực này có nhiệt độ cao hơn trời nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt còn với khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên cường độ nóng giảm đi một cấp ở ngưỡng nóng và nóng gai gắt với nhiệt độ cao 36 đến 38 độ. Khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng và gió phơn nhiệt độ cao 33 đến 35 độ. Không chỉ chịu tác động của vùng áp thấp phía tây, nhưng Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn có thời tiết nắng nhiều và nóng. Ở các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên thì chỉ có nắng nóng cục bộ với mức nhiệt là từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ thì có nắng nóng diện rộng, trong đó một số nơi ở khu vực miền Đông như là Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương hay Đồng Nai nhiệt độ cao trên 37 độ. Còn các khu vực khác nhiệt độ duy trì trong khoảng 34 đến 37 độ. Trên biển, do chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên hôm nay ở khu vực Vĩnh Bắc Bộ sẽ có gió Nam cường độ mạnh lên cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông cũng có gió Nam nhưng cường độ yếu hơn ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Còn khu vực Nam Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trương Sa thì chỉ có gió nhẹ. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.